vô video em vẫn không thấy mụn luôn á. Mặn tao mất nớ luôn. Ý là cái không phải cái chủ nhà với nó đúng không? Khách về nó rồi. Mười lăm hai mươi phút mà chưa ấy là tụi qua tao kêu. Cứng không? Ừ, cứng. Đợt như có dùng cây nhưng còn cứng không? Thì bởi đó. Bởi đó mà hỏi là có dùng cây mông đó. Cây cứng cấp cấp nè. Làm bay miếng ngược nữa nè. Cái lợn cứng nữa là không có sức luôn. Mùa Phật. Cứng lắm. Nó nữa đau quên từ trước kìa. Quen tay, quen tay. Đâu có tử. Là túi chân gấu á. Mà nó bụng chuyển keo á. Ông Cường vỗ vỗ cái bụng kìa. Chắc cái chim vẫn kêu ghê đó. Kêu đói. Không, ba bốn giờ sao? Ngủ mà tỉnh đi nè. Hôm nay nhỏ bầu quá. Mẹ con yêu mẹ. Nào, nằm xuống ngủ tiếp.
nhảy rồi đó. Mấy cái thứ ba rồi mà bả nhảy rồi đó. Trời nó ít ít kìa. Đi tìm nó cũng mệt nữa. Thấy như không đã. Ừ. Thôi nó ít mẫn gần nhau sát sát rồi. Vậy đó. Nặng không thể nhanh. Vô quay ở này.